Chỉ cần vô tướng kiếp chỉ là có thể tranh đua cao thấp với nhất dương chỉ của chúng ta rồi. Xem chừng như vậy thì người đó là cường địch của chúng ta. Sư thúc, lục mạch thần kiếm của chúng ta cũng là võ công chí thượng vô song. Đúng vậy. Vậy thì người nào ở trong các người đã luyện thành lục mạch thần kiếm hả? Sư thúc, bốn đệ tử của chúng tôi mỗi người chỉ luyện được một mạch. Cho dù có thêm vào, chẳng qua cũng chỉ có ngũ mạch mà thôi. Sư thúc, tôi cũng có luyện qua nhất dương chỉ, không biết có thể thêm vào cho đủ số lục mạch hay không. Miễn cưỡng gom cho đủ lục mạch, nhưng mà cuộc chiến này rất là nguy hiểm. Nếu như cả hai bên đều bị thương, hoàng huynh của cháu lại đang ẩn thân, thì quốc sự sẽ do ai chủ trì? Sư đệ, huynh có cách giải quyết để có thể truyền ngôi cho thái tử. Đoàn Dự tính tình hiếu động, bây giờ không biết nó ở đâu. Tôi đã có phái tứ đại hộ vệ để đi tìm nó rồi. Nói cái gì là vô lượng kiếm, không có chút độ lượng nào cả. Mới nhìn kiếm hồ cùng đã đòi giết chết người rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bắn kia kia, nhanh lên, nhanh lên. Đuổi theo, chạy lên, đúng rồi. Đuổi theo, đuổi theo. Đừng lại, đừng lại, chạy nha. Không được chạy. Đừng lại, đừng lại, đừng lại. Nè, tiếng gì vậy? Tiếng kêu của mãnh cô chu cáp đó. Dạng độc chi dương lại xuất hiện nữa. Tốt hơn chúng ta đừng đuổi theo, cứ để đằng kia.
Bái kiến sư phụ. Sư phụ, có nhìn thấy tiểu tử kia không hả? Đêm qua rõ ràng đi qua chỗ này, bây giờ không thấy đâu cả. Không lẽ đã bị chu cáp ăn thịt rồi? Nếu gặp chu cáp, chỉ đúng độc mà chết thôi. Tại sao không thấy thi hài? Nhất định phải tìm được nó. Dạ. Sao đẹp quá vậy? Không lẽ là nàng tiên? Thằng tiên à, tỷ tỷ à, cứu tôi với đi, cứu tôi với đi. Lăng Ba Di Bộ. Bộ pháp của thằng tiên là do tỷ tỷ để lại, chắc chắn là hư ảo vô cùng. Ta tuy rằng không biết võ công, nhưng học để mà chạy trốn kẻ thù cũng là một điều tốt chứ. Cảm ơn thằng tiên ăn điểm. Cảm ơn. Người xông vào kiếm hộ cùng ăn cướp bí mật của chúng ta, muốn trốn hả? Không dễ dàng đâu. Ồ, sao các người không nói lẽ phải gì cả? Ta chẳng qua theo người ta cho vui thôi. Chú đại ca, cứu tôi với. Chạy! Đừng có đuổi theo. Cô hoàng tử ra sao? Hoàng tử à? Hoàng tử sao hả? Hoàng tử hả? Hoàng tử nóng quá à? Ta trúng độc rồi. Vô hoàng tử về trước. Dạ. Nghe đi, các ngươi về bẩm lại với hoàng thượng, Đoàn Dự đang được các vị đại sư điều trị ở Thiên Long Tự, mong hoàng thượng an tâm. Về mau đi. Dạ, Dương gia. Tam vị sư huynh, Dự Nhi bây giờ ra thế nào? Hình như cháu nó đã học Khắp Công Đại Pháp. Khắp Công Đại Pháp? Đoàn Dự, con đã gặp được Tinh Thục lão quái Đinh Xuân Thu à? Hả, Đinh Xuân Thu? Cô đâu biết ông là ai đâu chứ. Kỳ lạ thật à. Tại sao trong thân thể cháu ông có nội lực kỳ lạ vậy hả? Là...
báo động. Chúng ta hãy trừ cường địch trước, sau đó trị liệu cho cháu Đoàn Dự sau. Dự Nhi, còn phải lánh mặt một chút đi. Cô ở lại đây. Đại trưởng phu, đâu có gì mà phải lẩn tránh chứ hả? Có chí khí. Chút nữa cháu núp ở dưới bàn Phật nha. Sư thúc, chúng ta chuẩn bị nghênh chiến. Được. Sơn chi bảo của Thiên Long Tự, kiếm phổ của Lục Mạch Thần Kiếm, cũng là võ công bí truyền của Đoàn Thị Đại Lý. Bây giờ ta trao nó lại cho cháu. Chút nữa khi mà mọi người giao đấu, cháu có thể nhìn theo kiếm phổ mà tham khảo. Kiếm phổ này tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Nếu cần thiết, thà rằng hủy diệt nó đi, cũng đừng để nó lọt vào tay của người khác. Minh Dương giá lâm, lão nạp không thể nghinh đón. Minh Dương tha lỗi. Quay danh Thiên Long, tiểu tăng ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay nhìn thấy vẻ trang nghiêm, thật là vinh hạnh. Mời Minh Dương ngồi. Để lão nạp giới thiệu với các vị. Hai vị này là sư đệ của lão, Bổn Tướng, Bổn Sâm. Còn vị này là Bổn Quang. Vị này chắc là Dương gia họ Đoàn. Mắt Minh Dương thật sáng. Tại hạ chính là Đoàn Chính Thuận. Còn đây là sư thúc của tôi, Khô Vinh Đại Sư. Hữu thường vô thường, song thủ cô dịch, nằm bắt tay đồng, phi thật phi giả. Đại luận Minh Dương, tinh thần bác học, quá danh bất hư truyền. Không biết xa xôi đến đây có Phật lý nào cần phải chỉ dạy? Không dám. Bởi vì năm xưa tiểu tăng cùng với tiên sinh Mộ Dung bàn về võ công đương thời. Mộ Dung tiên sinh đối với Lục Mạch Thần Kiếm quý tự khen không ngớt lời, cho là võ học thượng thừa của võ lâm. Cảm ơn sự ưu ái của Mộ Dung tiên sinh. Nhưng Mộ Dung tiên sinh đã qua đời, tiểu tăng vì lòng tri kỷ muốn mượn kinh văn quý tự để mà đốt trước phần mộ của Mộ Dung tiên sinh. Minh Dương, lời yêu cầu đó của ông quả thật là phi lý vô cùng. Tiểu tăng có điều kiện trao đổi, ta có thể dùng 72 tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm để mà trao đổi. Bí kíp 72 tuyệt kỹ? Đúng vậy. Võ công của Thiếu Lâm không truyền ra ngoài, hơn nữa tăng lữ trong chùa chưa chắc gì được truyền. Vậy tại sao Minh Dương lại có bí kíp?
Chắc Dương gia đã từng nghe qua. Mộ Dung cô tô chuyên sử dụng phép gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, Mộ Dung tiên sinh đương nhiên là biết hết các triết học trong võ lâm. Thì ra ông ấy chỉ thiếu có lục mạch thần kiếm mà. Cho nên yêu cầu quý tự hãy dễ dãi. 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm đương nhiên có thể so sánh với lục mạch thần kiếm. Các ông không thiệt thòi đâu. Chúng tôi làm sao biết được 72 tuyệt kỹ đó là thật hay giả? Một trong các tuyệt kỹ là vô tướng kiếp chỉ, tương đương với nhất dương chỉ của đại lý. Có thể so tài với tiểu tam hay không? Chắc ổng đã đi về hướng Tây Bắc. Tôi nghĩ ông ấy không có về Thổ Phàm nhanh như vậy đâu. Chúng ta hãy tìm cách cứu Đoàn Dự. Hắn chỉ muốn lấy kiếm phổ. Tôi nghĩ vào lúc này hắn không dám làm gì Dự Nhi đâu. Hoàng tử không có biết võ công, tại sao lại biết sử dụng lục mạch thần kiếm vậy hả? Dự Nhi phước lớn mạng lớn, tôi cũng không biết có sự gặp gỡ kỳ lạ nào không. Không ngờ ngươi tuổi trẻ như vậy lại học được lục mạch thần kiếm. Bây giờ ngươi đã đốt kiếm phổ rồi, thì hãy ngoan ngoãn chép lại kiếm phổ cho ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Lục mạch thần kiếm là tuyệt kỹ bất truyền của Thiên Long Cự chúng tôi mà. Đừng có nói là tôi không biết. Cho dù tôi biết, tôi cũng không giết cho ông biết đâu. Lần này không thể hoàn thành tâm nguyện đốt lục mạch thần kiếm trước phần mộ của lệnh tôn. Thật tức chết đi. Mấy
Minh Dương đừng có nên áy náy làm gì. Tin tưởng rằng Minh Dương lần này đoạt kiếm phổ chắc không đơn thuần vì gia phụ đâu. Mộ Dung công tử quả là tri kỷ của lão nạp. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm lại gã thanh niên kia buộc hắn chép kiếm phổ ra. Nếu như hắn không chịu, chỉ còn cách đốt hắn trước phần mộ của lệnh tôn. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu mà làm như vậy, lục mạch thần kiếm sẽ vĩnh viễn bị thất truyền. Làm như vậy tuy rằng đáng tiếc thật, nhưng mà lão nạp muốn hoàn thành cái việc này trước. Có thể theo lời hứa của lệnh tôn, có thể đọc bí kíp võ lâm trong một tháng tại nơi chứa bí kíp của nhà Mộ Dung. À nè, gần đây có thu hoạch gì không? Thu hoạch được chút ít thôi. Dạo này tôi đã được thể yến công của đảo Đào Hoa và được địa quả công của Xích Diệm Động. Nam Mộ Dung xưa nay tự xưng dùng nghệ ông đập lưng ông quả nhiên lợi hại. Võ công bí kíp hay danh tiếng ở trên chốn giang hồ cậu đã có đủ hết. Điều đáng tiếc, chúng ta chưa có lục mạch thần kiếm, dịch chân kinh và hàng long thập bát trưởng, ba món tuyệt kỳ đó. Lão nạp sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện của cậu. Nè, hai quyển bí kíp gần đây cậu tìm được, có thể cho lão nạp xem không? Không sao đâu, tôi đã có căn dặn tỳ nữ đến chỗ biểu muội tôi rồi. Biểu ca, em đây A Châu nè. Công tử nhà em kêu em hỏi chị, hai quyển bí kíp kia đã chép xong chưa? Chép xong rồi. Tại sao anh không tự mình tới lấy chứ? Công tử tôi dạo này ngoài việc luyện công ra, thường triệu tập bộ hạ vào đóng cửa lại bàn bạc. Anh ấy vẫn không quên việc phục quốc, chị chỉ sợ anh ấy kiệt sức thôi. Dạo này anh ăn uống được không? Ảnh à, gần đây quên ăn quên ngủ đó. Làm như vậy có lợi gì chứ? Em ráng khuyên anh hay nghĩ lại nha. Dạ. Trách nhiệm của tổ tiên giao lại cho anh thật là quá nặng nề. Tỷ tỷ thần viên à. Nè, cái tên điên cuồng to gan, tại sao dám vào mạn đại sơn trang? Người có biết không, người đàn ông nào vào đây cũng đều bị giết hết. Ê, hồi nãy người gọi ta là gì? Tiểu thơ à, tôi bị người ta đuổi giết mà, cho nên chạy vào đây lẩn trốn mà thôi. Ê, tỷ tỷ à, xem ra công tử không phải là người xấu, tha cho cậu đi. Tiểu thơ, phu nhân đã căn dặn, bất cứ người đàn ông nào chạy vào đây đều phải giết chết để làm phân bón cày. Ê, thím Thụy à, phu nhân không có ở đây, hay thím hãy tha cho ảnh đi. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nếu mà phu nhân quở trách ta, ta làm sao gánh vác nổi. Mọi chuyện để tôi lãnh cho. Tiểu thơ, thả công tử đi đi. Đi. Dạ cơ. Biểu muội, hai cuốn bí kíp võ công này do biểu ca và Khưu Ma Trí trao đổi với nhau, muội đã chép ra phó bản dùng biểu ca chưa? Biểu ca,
Tất cả bí kíp của Võ Lâm anh đã có, cần nhiều để làm gì chứ? Bí kíp võ công cao nhất là Hàng Long Thập Bát Chưởng và Lục Mạch Thần Kiếm. Biểu ca chưa có được. Biểu ca, quan trọng của võ công là hợp nhất. Nếu như quá phức tạp, dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Huynh muốn hiệu lĩnh Võ Lâm thì phải rành hết bí kíp võ công của các môn phái chứ. Biểu ca, với địa vị trong Võ Lâm có Mộ Dung Thế Gia, anh đã được mọi người tôn vinh rồi, anh còn chưa cảm thấy đủ à? Đó là thành kiến của phụ nữ. Đại trưởng phu nhất định phải làm những chuyện lớn, còn hưởng phúc hả? Đó chỉ là cách của người tầm thường. Biểu ca, em chỉ sợ anh quá cực nhọc thôi. À, chén sâm đã nguội rồi, anh uống đi. Ai đó? Ra đây. Người lén lút như vậy làm gì? Tiểu thơ à? Thì ra lại là anh nữa. Hắn là ai vậy? À, anh nói đang bị người ta tìm giết, tới đây để trốn đó. Bị người truy sát. Cũng là người. Đêm qua ta thả người rồi, lại đến tìm chết. Tiểu thơ à, lần này tôi nhất định phải giết hắn. Đi. Khoan đã. Ngươi bị người nào đuổi giết? Nếu mà ngươi nói ra sự thật thì ta sẽ tha cho ngươi. Tôi bị tên Lạc Ma đuổi giết. Không gà công tử đâu. Biểu muội, dù sao giường trà của biểu muội không có người săn sóc. Tôi cứ để cho hắn săn sóc cây kiển. Nếu như hoa trà nở không đẹp, giết hắn cũng không muộn mà. Dạ được biểu ca. Mà tại sao anh hiền từ quá vậy? Biểu ca độc ác lắm sao? Muội không có ý nói như vậy. Thiếu thụy à, làm theo lời của thiếu gia đi. Dạ tiểu thơ. Đi. Thằng phê đi hả? Tại sao anh cứ gọi tôi như vậy chứ? Tôi ở trong một đồng núi gặp một tượng vàng nàng tiên. Nàng tiên đó giống hệt như cô vậy đó. Anh đừng có bị đặt. Đồ dự tôi không gặp cô đâu. Công tử họ Đoàn à? Đúng vậy, nhà của tôi ở Đại Lý. Tôi bị tụi nó truy sát, không ngờ ở chỗ này gặp thằng Tiên tỷ tỷ. Nghĩ ra tôi phải cảm ơn mấy người đó mới đúng. Nếu không chăm sóc các cây hoa trà cho đẹp, coi chừng bị làm phân bón đó. Thằng Tiên tỷ tỷ hả? Nếu như cô thức cắt hoa trà, tôi làm phân cho cắt hôm qua cũng chịu nữa. Biểu muội, Biểu ca. Biểu muội, muội có biết hắn là ai hay không? Biểu muội, lần này muội nhất định phải giúp anh hoàn thành tâm nguyện đó. Vô cô nương, cô thật là khách sáo quá. Tôi... Thì ra anh là hoàng tử của nước Đại Lý. Nếu như tôi đây có lỗi gì, anh hãy tha lỗi cho nha. Tôi không muốn làm hoàng tử gì đâu. Nếu cô nương cho phép tôi làm tùy tùng thì tôi thỏa mãn lắm rồi. Tôi không có dám đâu. Tôi có một chuyện này muốn nhờ hoàng tử có được không? Đừng có nói là một chuyện, 1000 chuyện cũng được đó mà.
Chuyện như vậy nè, tuy rằng tôi không biết võ công, nhưng tôi đã đọc hết tất cả bí kíp của Võ Lâm. Nhưng về lục mạch thần kiếm của Đoàn Thị nước Đại Lý, tôi lại hoàn toàn không biết. Không biết công tử có giải thích được không? Cái đó... Công tử đã hứa với tôi rồi kia mà. Đúng vậy. Nhưng mà lục mạch thần kiếm là bí kíp bắt truyền của Thiên Long Tự. Tổ sư can dạng, môn võ công đó tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu mà tôi lan truyền ra ngoài, đó là một tội lỗi rất lớn. Dương cô nương à, tôi... Thế nào hả? Biểu ca à, em không giúp được anh đâu. Tại sao vậy? Đó là di huấn của tổ tiên, anh không thể nói ra ngoài được. Muội cũng không thể ép buộc người ta đâu. Không ngờ biểu muội của ta cũng có tấm lòng hiệp nghĩa. Được, huynh cũng không ép buộc muội nữa. Huynh nhất định buộc hắn phải giết ra. Biểu ca. Nếu ngươi không chịu giết thì ta sẽ chặt tay ngươi. Mộ Dung Thế Gia danh tiếng Võ Lâm, không ngờ lại đê tiện như vậy. Đê tiện? Ta đê tiện thật đó. Nhưng hoàng tử ngươi có bản lãnh gì chứ? Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Để ta tái phục nước Yên rồi ta sẽ là hoàng đế. Thả người như ngươi mà làm hoàng đế rồi thì bá tánh sẽ khổ đó. Ngươi không chịu chép kiếm phổ còn dám xí nhục ta, ngươi muốn chết hả? Vô cô nương. Biểu ca, qua đây đi. Biểu ca, tục ngữ đã có câu nóng sẽ hư chuyện. Nếu như anh giết chết hắn, thứ nhất dĩ nhiên không được kiếm phổ, thứ hai lại gây quán với nước Đại Lý, sau này về phụ quốc của anh sẽ có trở ngại đó. Nếu như muội có thể bảo hắn giết kiếm phổ ra thì huynh sẽ không giết hắn. Để muội cố gắng khuyên hắn. Trước khi trời sáng, huynh nhất định phải có kiếm phổ. Công tử hãy chạy mau đi. Vô cô nương, anh hãy chạy mau đi. Nếu như biểu ca tôi mà bắt được anh thì sẽ giết anh đó. Nè nè nè, anh hãy chạy mau đi. Chạy đi, tôi không muốn biểu ca tôi giết chết anh. Nè nè nè, vô cô nương. Vô cô nương. Kiều ban chủ, cái chết của Mã Phó ban chủ, ông nên giải thích rõ ràng cho mọi người. Quý vị huynh đệ, cái chuyện này đương nhiên là phải điều tra cho cặn kẽ. Cái chết của Mã Phó ban chủ hãy giao cho Kiều Phong tôi lãnh đi. Tôi sợ cái chuyện này vĩnh viễn sẽ không được đưa ra ánh sáng. Toàn huynh đệ, câu nói đó có nghĩa là gì hả? Bởi vì Mã Phó ban chủ biết được cơ mật nên có người muốn giết để diệt khẩu. Hả? Nếu như người biết, tại sao lại không nói ra?
Từ trưởng lão, bây giờ ông hãy nói rõ ra đi. Nói đi, 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 nói đi. Cái bang chúng ta làm việc xưa nay đều thẳng thắn, không có chuyện nào để giấu giếm người ta. Có chuyện gì trưởng lão cứ nói đi. Nói đi, nói đi, nói đi chứ, nói đi, nói đi, nói đi. 30 năm trước, có một vị đại ca dẫn đầu biết người Liêu muốn tấn công chùa Thiếu Lâm, cho nên ông ấy đã thống lãnh mấy chục cao thủ mai phục ở tại Nhạn Môn Quan, kết quả giết chết một cặp vợ chồng người Khiết Đan. Cái chuyện đó có liên quan gì đến cái chết của Mã Phó Bang Chủ? Có. Cái chuyện này có liên quan mật thiết đến cái chết của Mã Phó Bang Chủ. Đúng vậy. Cái cặp vợ chồng đó chết rồi, có để lại một đứa con trai. Đại ca dẫn đầu không nhẫn tâm giết chết nó, cho nên trao cho một người nông phu họ Kiều nuôi dưỡng. Sau đó quan tiền ban chủ mới nhận hắn để làm đệ tử. Trưởng lão nghi ngờ tôi là người Khiết Đan. Kiều ban chủ, tất cả các trưởng lão cái bang đều biết cái chuyện này hết rồi, nhưng mà mọi người đều giấu ban chủ thôi. Tôi không phải là người Khiết Đan, tôi không phải là người Khiết Đan. Tại sao tôi là người Khiết Đan? Mã Phó ban chủ giữ mật hàm của tiền ban chủ, cho nên mới chết không được rõ ràng. Các người nghi ngờ tôi giết Mã Phó ban chủ, có bằng cớ gì không? Ông đã giữ cái mật hàm gì chứ? Cũng may bức mật hàm đó không bị hung thủ cướp đi. Tôi trưởng lão, hãy lấy ra xem đi. Đây là bút tích của Cố ban chủ, người chắc chắn nhận ra. Viết lại cho Mã Phó ban chủ cái bàn truyền công và chấp pháp nhị trưởng lão Kiều Phong, nếu như thân Liêu phản bội nhà Hán, giúp đỡ Khiết Đan mà phản lại nước Đại Tống, toàn bang hãy hợp lực mà giết chết hắn. Tôi không phải người Khiết Đan, tôi không phải người Khiết Đan. Mình lâu quá không đây. Không à, dạ 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 à, xin hỏi khách quan hả? Dạ xin hỏi khách quan ông muốn dùng cái gì? Cho bầu rượu. Ông bạn à, người đời biết bao nhiêu phiền muộn, chúng ta đều là những người bất đắc chí. Tại sao ông bạn lại uống một mình như vậy? Thôi thì chúng ta hãy cùng uống đi. Nghe nói Bắc Kiều Phong là một người anh hùng đại nhân đại nghĩa, tôi nghĩ bọn người lúc nãy đã hiểu lầm rồi. Tại sao người biết được? Thật ra người Hán và người Thiết Đan đâu có gì phân biệt, miễn là người tốt là được rồi. Kiều Phong, Kiều đại hiệp cảm ơn nha. Không cần. Người trong giang hồ gian trá, sau này cẩn thận nha. Nè Kiều đại hiệp, Nè. Chúng ta chia tay chỗ này, ngươi hãy trở về đại lý đi. Tại sao lại mạo hiểm bên ngoài chứ? Đại ca ông đi đây nói gì? Ta là người ở giang hồ không có giống nhau. Ê Kiều đại ca, để muốn kết nghĩa anh em với đại ca đó. Được, có một nghĩa địa như vậy ta cũng vui vẻ. Nhưng mà ta cũng muốn tìm đại ca dẫn đầu để giết chết phụ thân của ta. Để ta xong việc rồi. Quay đến đại lý tìm ngươi, không có chút nghĩa khí nào. Được rồi, Chào đại ca. Nhanh lên, đừng để cho chúng chạy thôi. Đằng trước kia. Nhanh lên. Sao đây? Chỗ nào nhanh lên. Ở đâu tìm, tìm các chỗ mà không được. Thôi mình đi tìm chỗ khác đi. Đúng rồi, nhanh lên. Đứng lại, mở lên, phía bên kia đâu rồi. Oh!
Kiều Phong, tại sao lâu quá không có tỉnh? Không lẽ là trúng đại lực kim cang? Thì ra là một cô gái à? Kiều ban chủ, cảm ơn đã cứu mạng. Tại sao cô lại biết tôi? Tại sao cô giải ta đến chùa Thiếu Lâm hả? Kiều ban chủ, tôi đã trúng đại lực kim cương chưởng, có phải đã hết cứu rồi hay không? Nếu như tôi có chết, thiền ông hãy cho tôi ở mạng Đà Sơn Trang, hứa với tôi được hay không? Tôi sẽ tìm cách để mà cứu cô. Quý vị, hôm nay tôi mời quý vị đến đây là tìm cách nào đối phó với tên giặc chó kiết đăng Kiều Phong. Phải rồi, đúng, phải, đúng, phải, đúng, phải đối phó với hắn mới được. Quý vị, Kiều Phong đã biết thân thế của hắn rồi, nếu không trừ cử sớm nhất định sẽ thành tai họa của Võ Lâm. Kiều Phong là bán chủ của cái bàn, cái bàn sẽ che chở cho hắn. Người cái bàn của chúng tôi ai ai cũng trung càng nghĩa đảm, chúng tôi phải biết phải trái. Đúng lắm, cho dù ngày xưa hắn có đối xử với chúng tôi đại nhân đại nghĩa đi nữa, vì sự an nguy của Võ Lâm chúng ta nhất định phải trừ cử hắn. Đúng vậy, chúng ta phải diệt trừ hắn. A Di Đà Phật, theo lão nạp nghĩ hắn muốn báo thù cho cha mẹ nên đã bắt đầu hành động rồi. Cái đêm đó hắn đại náo chùa Thiếu Lâm nên chúng ta phải tiên hạ thủ di cường. Trang chủ, Kiều Phong tới rồi. Hả? Kiều Phong đến rồi hả? Kiều Phong đến rồi à? Người tới làm cái gì? Ai là Tiết Thần Y? Chính là tại hạ. Tiết Thần Y, vị cô nương này đã bị trọng thương, ở trên nơi này không còn ai cứu được nữa, cho nên tại hạ đưa cô đến đây hy vọng ông cứu sống dùng. Vị cô nương này liên quan đến người sao? Cô ấy là bạn mới quen của tôi. Hả? Là bạn của ngươi à? Kiều Phong, ngươi lại giở trò gì đây? Hôm trước ngươi đại náo chùa Thiếu Lâm, bắt cóc một đệ tử của ta, ngươi đã đưa hắn đi đâu rồi? Đại sư, ông nói tôi bắt cóc người của ông, vậy chứ pháp hiệu của người đó là gì? Là đệ tử đời thứ mấy của các ông? Tiết Thần Y, lương y như từ mẫu, mong ông hãy giúp đỡ để mà cứu cô ấy. Bất cứ ai đưa cô đến đây ta đều chữa trị cả, nhưng chỉ có người đưa tới thì ta không chữa. Quý vị tập hợp ở tự quyền trang là để đối phó với Kỳ Phong à? Kiều đại ca, anh đừng có gì em hy sinh, anh đi đi. Đại trưởng phu hết phân biệt phải trái, họ định giết là tôi, cái chuyện này vô can với cô. Tiết Thần Y, tại sao ông trút cơn giận lên đầu một cô gái? Trị hay không là chuyện của tôi mà. Kiều Phong, ông tự giải quyết lấy đi nha, thì tôi sẽ cứu cô. Kiều đại ca, anh hãy đi đi, em bấm mặt em. Buông tay ra. Một chưởng tôi có thể giết ông, nhưng mà tôi gian lại ông hãy cứu cô ấy. Tôi bảo đảm từ nay không động đến cộng tác của các người. Kiều Phong, người đang uy hiếp ta. Một mạng đổi một mạng, rất công bình. Tại sao nói là uy hiếp? Kiều Phong, hãy buông tay ra. Kiều Phong, buông tay ra.
Buông tay ra mau lên. Nếu như bằng không, ta không chữa đâu. Buông tay ra. 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 Ở đây nhiều người ngày xưa tri kỷ của ta, nhưng bây giờ trở thành là thù rồi. Ta rất đau lòng. Sau khi ta uống chén rượu này rồi thì tình nghĩa ngày xưa chúng ta kể như là bỏ hết. Người mà các ngươi định giết chính là ta, không có liên quan gì đến cô gái này. Cho nên ta hy vọng các ngươi hãy cứu cô ấy đi. Được, Kiều Phong, ta tìm cho cổ. Các người hãy đưa cổ vào trong đi. Kiều đại ca. Chào cô nương. Anh bảo trọng nha. Kiều đại ca. Kiều đại ca. Chào cô nương. Kiều đại ca. Rượu tuyệt tình đã uống rồi, sau này ai giết ai cũng không còn nợ nần. Ai mà muốn giết tôi hãy đến đây đi. Kiều Phong, tội lỗi người đã đầy mình, còn mở sách giới ở quyền trang ta. Ta đâu muốn thọ giáo đa pháp của nhà họ Du. Được, mang đạo tới đây. Còn người còn, đau mất người mất. Sau này ta còn mặt mũi nào gặp bạn bè trên giang hồ? Kiều Phong, cái tên giặc chó khiếp đàn hôm nay chúng ta phải diệt trừ ngươi mới được. Diệt! Cứ ra tay. Kiều Phong, với tình tham gia chúng ta ngày xưa, hơn nữa người đã từng là ban chủ của chúng ta, chúng ta đâu có thể nào đối địch với người. Người hãy mau đi đi. Đúng vậy, người có ơn với cái bàn chúng ta. Người hãy đi đi. Ngươi là ai? Không được đánh ai lên vô cùng. Chắc là tà ma ngoại đạo gì đó, chung phe với Kiều Phong.
chúng ta làm. Bao nhiêu người dây đánh một người bị thương, thiệt không có đạo đức gì cả. Đi. Chủ nhân. Các hạ là? Tại hạ Kiều Phong. Thì ra cửa ban chủ, tiểu đệ nghe tiếng từ lâu. Tôi không còn là người của cái bang nữa. Chuyện của Kiều đại ca tôi cũng biết đôi chút, nhưng xưa nay Kiều đại ca có tiếng là nhân nghĩa trong chúng giang hồ. Mấy người đó đa nghi quá đi. Thật là không ngờ cuộc đời của Kiều Phong này lúc hoạn nạn đã quen được một thiếu hiệp và còn là một tri kỷ nữa. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Vị khách quan à? Phiền ông hỏi trả bức tranh này tới mạng Đại Sơn Trang. Được. Đây là tiền thù lao của ông nè. Cảm ơn. Bức vẽ này là của tiên nữ hay là quan âm vậy? Là tiên nữ. Thật là tuyệt. Có thể nào vẽ thêm mấy tấm để ở chỗ tôi bán không? Tại sao lại nói vậy? Làm sử dụng đến tiên nữ à? Tiên nữ làm sao mà bán được chứ? Thật là một người kỳ lạ. Thằng Tiên tỷ, gặp một lần nữa thì xíu miết mấy. Cô còn nhớ Đoàn Dự hay không? Cô còn nhớ tôi hay không hả? Hư trúc tiểu đệ, thì ra thân thế của đệ cũng không rõ nữa. Tôi từ nhỏ tới lớn sống ở trong chùa Thiếu Lâm. Đoàn đệ tuy xuất thân là hoàng tử của con nhà quyền quý, nhưng lại thích lang thang trong chốn giang hồ. Tất cả đều phải nói đến nhân duyên. Chủ nhân. Có chuyện gì? Người truy sát Kiều đại gia đều chết hết ở dưới chân núi. Kiều đại ca, mình xuống dưới coi. Được. Cái võ công gậy ông đập lưng ông là Nam Mộ Dung. Ta và hắn không thù không oán, tại sao lại hại ta như vậy? Huynh nghi ngờ là hắn hại huynh hả? Người truy sát ta đã chết hết rồi, người trong võ lâm sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ cho là Kiều huynh giết chết hết bọn họ. Ta nhất định phải làm sáng tỏ vụ này. Kiều đại ca, tôi đi với anh. Quá ra là Kiều đại hiệp đến chơi, tiểu đệ đã mong muốn từ lâu. Để cùng huynh đài nhất nam nhất bắc hôm nay gặp mặt thật vinh hạnh. Công tử quá khách sáo, đây là chủ nhân của Linh Dư Cung tên Hư Trúc. Linh Dư tứ kiếm của Linh Dư Cung đã quay trấn giang hồ, quay võ của chủ nhân đương nhiên khỏi nói. Hôm nay tới đây không biết có điều chi dạy bảo. Về cái việc gậy ông đập lưng ông, bạn bè ở trong chốn giang hồ đặt cho tôi như vậy, không biết còn ý của Kiều đại hiệp là? Kiều mỗi bị bạn bè võ lâm nghi ngờ,
quân hùng truy sát. Những người đó ở gần khu vực Linh Di Cùng, tất cả đều chết ở dưới các chiêu thức của họ. Ủa? Hóa ra Kiều đại hiệp nghi ngờ tiểu đệ ra tay giết người à? Đã bị người ta nghi ngờ rồi, tại sao lại nghi ngờ tiểu đệ chứ? Môn võ công kia chỉ có Mộ Dung Cô Tô mới biết sử dụng. Võ công tuy rằng chia ra môn phái, nhưng mà thực giả khó mà ngờ. Không lẽ kim cang trưởng của chùa Thiếu Lâm cũng giả nữa hay sao? Hằng Long Thập Bát Trưởng cũng không ngoại lệ. Công tử quá khinh thường võ công của Hồng lão tiền bối để lại. Tôi rất muốn thọ giáo Hằng Long Thập Bát Trưởng, không biết có được thọ giáo không? Ông cũng biết Hằng Long Thập Bát Trưởng à? Đúng vậy. Được, tôi cũng muốn thọ giáo. Mời. Mời. Kiều huynh, huynh cảm thấy Hàng Long Thập Bát Trưởng của đệ ra sao? Giống thì giống lắm, nhưng mà quay lực so sánh với Hàng Long Thập Bát Trưởng còn thua rất xa. Vậy tiểu đệ dùng phương pháp này làm Kiều huynh bị thương thì đó có phải là gãy ông đập lưng ông? Như vậy Mộ Dung thế gia không phải chỉ có tiếng tăm mà thôi. Tiểu đệ cũng không muốn bị người ta hiểu lầm. Cái chuyện này tiểu đệ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kiều huynh xa xôi tới đây, thôi xin hãy mời Kiều huynh vào trong dùng trà. Cảm ơn chiêu đãi. Hiền đệ, để có chuyện đệ hãy về trước đi. Được. Mời. Dạ đi. Kiều đại ca. Cô cháu. Cô cháu. Vết thương cô lành lại chưa? Tại sao cô biết tôi ở đây hả? Đã sắp bình phục rồi, cảm ơn anh. À, ngồi xuống nói chuyện ha. Tôi là người ở của Mộ Dung công tử. Ông có cảm thấy lạ không? À, không đâu, không đâu. Cô là ai cũng không thành vấn đề đâu. À, lần trước sau khi tôi bỏ đi, Tiết thần y chịu chữa bệnh cho cô à? Cũng may nhờ cái ban nhị trưởng lão khuyên ông ấy nên ông mới chịu trì. Ông ấy thật là đại nhân đại nghĩa. Họ chỉ vì ông mà thôi. Mạng của tôi là do ông cứu lại, vậy tôi dùng cả đời để mà báo đáp. Ê, nghĩa cứu người là việc nên làm mà. Kiều đại ca, dù sao đại ca cũng chỉ một mình, hay là để sau này em theo hầu hạ anh nha. Kiều huynh. À, công tử. Kiều huynh. Mộ Dung công tử, mạng của A Châu do Kiều huynh cứu về, để phải đa tạ Kiều huynh. Ờ, à, không cần cách sáo. À nè, đêm đó tại sao Kiều huynh muốn vào chùa Thiếu Lâm? Bởi vì tôi muốn biết bí mật thân thế của tôi. Có phải Kiều huynh nghi ngờ phương trưởng của Thiếu Lâm chính là đại ca dẫn đầu? Công tử biết là ai à? Phải, cũng biết chút ít. Ông nội của đệ cũng chết ở Nhạn Môn Quan. Hả? Vậy cho tôi biết phương trưởng Thiếu Lâm có phải là dẫn đầu hay không? Có thể hiệu triệu võ lâm quần hùng và địa vị được tôn sùng, lại có thể điều động thiên binh vạn mã, thì ở trong võ lâm người nào có thế lực lớn như vậy? Công tử nói là đại lý Dương gia Đoàn Chí Thuận. Đoàn Chí Thuận, người giết chết cha mẹ ta, ta tuyệt đối không tha cho người đâu. Kiều đại ca, khuya như vậy mà anh còn chưa ngủ à? Bởi vậy đã biết kẻ thù giết chết cha mẹ nên ngủ không có được. Coi chừng anh nghi làm cho người tốt đó. Không đâu, ngoài hắn ra không có người nào quyền thế như vậy. Anh đừng gây thêm thù hận nữa. Kiều đại ca, anh hãy quên chuyện đó đi, em sẽ theo anh về biên cương. Châu à, em thật là tốt. Để anh lo xong mọi việc rồi, chúng ta vĩnh viễn lìa khỏi Trung Nguyên, lìa khỏi cái chỗ thị phi này. Vậy ngày mai chúng ta đi nha. Không được,
Đoàn Chính Thuần bây giờ đang ở Giang Nam, Mộ Dung công tử đã hẹn hắn cho huynh. Ngày nào đó huynh không giết được hắn, huynh nhất định không về quan ngoại. Người chính là Đoàn Chính Thuận. 30 năm trước, ở Nhạn Môn Quan, đại ca dẫn đầu đi giết chết một cặp vợ chồng khiết đan. Chính là ngươi sao? Đúng vậy. Thật là ngươi. Tại sao ngươi giết hai người đó? Đó là lỗi của ta. Ta nhận ngươi ba chưởng để mà hóa giải mối thù oán này. Được. Sao như vậy? Châu à, Kiều đại ca, lúc nãy em nói em nhận của anh ba trưởng là sẽ hóa giải cuộc thù oán này, phải không? Phải không hả Châu à? Tại sao em nói như vậy? Tại sao? Tại sao? Bởi vì em chính là đứa con trời của Đoàn Chính Thuận. Vậy thì tại sao không nói cho ta biết hả? Em không muốn cha của em hại anh, cũng không muốn anh giết chết cha của em. Mạng sống của em cũng do anh cứu, nên em phải trả lại cho anh. Châu à, anh sẽ cứu em. Muộn quá rồi. Kiều đại ca, quyển dịch cân tinh này anh hãy cầm lấy đi. Đêm hôm đó em đến chỗ Thiếu Lâm là muốn ăn cắp quyển dịch cân tinh. Đúng sợ em muốn trao cho Mộ Dung công tử. Bây giờ em trao nó lại cho đại ca. Em chết rồi, phiền anh hãy chôn em ở Mộ Dung Sơn Trang. Châu à, Châu à. Biểu ca, muội không muốn biểu ca làm những chuyện trái với lương tâm. Chỉ cần điều đó có lợi cho việc xưng bá võ lâm và phục quốc của huynh này, không cần biết chính ta. Biểu ca, biểu ca. Dương cô nương, Mộ Dung công tử, cuối cùng ta đã tìm được lục mạch thần kiếm này. Đừng có hòng, tổ tiên ta dạy rằng kiếm phổ không truyền ra ngoài, ta sẽ không nói đâu. Khương Ma Trí, nếu mà hắn không muốn nói thì cho dù sống hay là chết cũng vậy. Mộ Dung công tử, nếu hắn thật sự không nói thì ta sẽ đốt hắn chết trước phần mộ của lệnh tôn. Biểu muội, xem thử muội có hết lòng vì huynh không. Đoàn công tử à, cứ đưa công tử vào trong nghỉ nha. Khương Ma Trí, ngươi hãy thả hắn đi. Biểu muội nhất định bảo hắn phải nói kiếm phổ. Khó khăn lắm mới bắt được hắn, coi chừng hắn thoát đó. Ông có thể an tâm, bây giờ ông có đuổi hắn cũng không đi. Đoàn công tử à, công tử cứ giết bậy bạ ít dòng đi, để tôi có thể ăn nói với biểu ca tôi. Không được, tôi không muốn gạt người, cũng không muốn gạt cô. Kiếm phổ không truyền ra người ngoài được.
Nếu như cô thích thì tôi sẽ nói cho cô nghe. Chỉ cần không dùng bút ghi lại, kể như không truyền ra ngoài. Vậy thì được, công tử cứ nói ra đi. Thật không ngờ đôi lúc mỹ nhân kế cũng thu được kết quả. Lát nữa đây kiếm biểu muội của công tử giết ra thì kiếm phổ sẽ thuộc về hai chúng ta. Đại sư biết thế nào là có phước cùng hưởng. Lão nạp xưa nay vẫn ủng hộ Mộ Dung công tử kia mà. Ủa, ông giết chết mấy võ lâm cao thủ ở gần Linh Du Cung, người ta đều nghi ngờ tôi, như vậy nghĩa là sao? Ý kiến của tôi là trừ hết kẻ thù cho công tử. Cái bọn tự nhận là chính nhân quân tử của võ lâm, đối với công tử làm võ lâm minh chủ và việc phục quốc đều có tai hại. Tôi tưởng ông muốn làm xào xáo giữa tôi và Kiều Phong, võ lâm đại loạn. Ông có thể thừa nước đục để thả câu. A Di Đà Phật. Mộ Dung công tử, ông đã hiểu lầm tôi rồi. Ngày gì những hồng chi thâu trần nhân nhi tình sâm kỷ hơi thôi ngồi yêu. Kiều huynh, A Châu làm sao vậy? Đã bị tôi đánh chết. Đánh chết à? Tại sao lại như vậy? Thiên đề sâm kinh chút chi sinh bất hủy vui. Tại sao hai người tấn công ta? Kiều đại ca hình như xảy ra chuyện. Kiều đại ca. Gì đây? Biểu ca, biểu ca. Ngươi yên tâm, ta không hại cổ đâu. Chỉ cần cô ấy chép kiếm phổ ra thì ta sẽ trả cô ấy lại cho công tử. Không, ngươi hãy thả biểu muội ta ra lập tức. Ngươi thật sự quan tâm đến biểu muội của ngươi à? Hay chỉ sợ cho kiếm phổ của ngươi thôi? Ngươi nói bậy. Được, kể như ta nói bậy. Nhưng mà ngay bây giờ ta có cơ hội giúp cho ngươi phục quốc. Nói. Tây Hạ tỷ võ Tuyển Phò Mã, nếu ngươi thực sự muốn cưới công chúa Tây Hạ, ta có thể giúp đỡ cho ngươi. Không đâu, biểu ca anh đừng có đi. Nếu công tử cưới công chúa Tây Hạ rồi thì công tử có thể điều động binh lính của Tây Hạ để giết kẻ thù giúp cho công tử. Thêm vào đó, lão nạp sẽ xuất binh từ thổ phàn để giúp đỡ. Như vậy công tử có thể hoàn thành đại sự của công tử. Thật đúng là một dịp tốt. Biểu ca, ngươi giúp ta cưới công chúa Tây Hạ. Tỷ võ kém thể, cao thủ tụ tập, nếu không có ta giúp đỡ công tử sẽ thất bại. Bảo biểu muội của công tử chép kiếm phổ cho ta. Trong cuộc tỷ võ Tây Hạ, tôi sẽ trao cô ấy lại cho công tử ngay. Biểu ca. Đi. Biểu ca. Không ngờ ta cứu cổ là chính tay ta giết cổ. Đệ xưa nay không bao giờ biết có một người em như vậy đâu. Cha của đệ tuy tính tình đào hoa, nhưng mà tâm địa cha đệ hiền lương, nên đề nghị không phải là đại ca dẫn đầu. Kiều đại ca, chúng ta hãy điều tra thêm về vụ này. Ta không muốn điều tra. Ta nghe lời của A Châu nói, đi ra ngoài quan ngoại, không dẫm chân vào chốn giang hồ. Nhưng mà đệ sẽ hỏi kỹ cha đệ về vụ này. Ngày mai đệ sẽ lên đường về đại lý. Kiều đại ca, tam đệ,
Tôi hy vọng hai người có thể ở Linh Dung Cung lâu một chút, để ba anh em chúng ta có thể hàn huyên tâm sự. Nhị đệ, ngày mai huynh phải lên đường ra quan ngoại. Nếu mà như vậy thôi cũng được. Vậy hôm nay ba huynh đệ mình uống một bữa cho no say. Ngựa của chúng tôi toàn là ngựa tốt và chạy nhanh nữa, chỉ bán 50 lượng thôi. Tôi đưa công tử đi coi. Nè nè nè, ngươi vẫn chơi hay sao? Không có tiền thì đi bộ đi. Ngân Kiều, Ngân Kiều, Khương Mạch Trí, hãy mau thả Dương Quân Nương ra. Không ngờ lại gặp nhà ngươi. Tự ngươi đúng đầu cho rõ đó nghe. Tốt quá đi. Ta ra đổi với Dương Quân Nương, hãy thả cô ra. Dương công tử, tại sao lại làm như vậy chứ? Anh chạy mau đi. Tôi không đi, tôi không để cho ông bắt Quân Nương đi đâu. Thương Mạch Trí, ông cứ dặn Phú Kiều đưa cô Dương Quân Nương về đi. Tôi đi với ông. Đâu dễ dàng như vậy. Bây giờ ta bắt cô ấy sướng hơn là bắt người. Nếu như cô ấy không chịu giết kiếm phổ ra thì ta sẽ giao cô ấy cho hoàng tử thổ phạt làm hoàng phi. Thương Mạch Trí à, thả cô đi đi. Đoàn công tử, tập làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đại công tử, anh tốt với tôi như vậy, tôi không biết phải làm sao. Chạy đi. Cô nghĩ một chút, tôi đưa cô lên Linh Du Cung nha. Rủ thêm nhị ca tôi cùng đưa cô đơn về mạng đại sơn trang. Tôi chỉ sợ ông đạt ma đó lại tới đây để bắt tôi đi nữa. Thiết thầy biểu ca của tôi. Cô bận tâm cái chuyện biểu ca của cô đi tới hạ hả? Mộ dân phục bạc tình bạc nghĩa, tại sao cô lại nhớ anh chứ? Tôi không ngờ biểu ca vì chuyện phục quốc mà bất chấp thủ đoạn. Mộ dân phục chắc là điên rồi. Nếu mà tôi có một biểu muội hiền tục như vậy, cho dù có 10 vị tay hạ công chúa tôi cũng không cần đâu. Đoàn công tử, nếu công tử cưới được công chúa Tây Hạ, nghĩa là nước Đại Lý và Tây Hạ trở thành thân thuộc, vậy thì không cần sợ nước thổ phàm hâm he nữa. Như vậy nước Trung Nguyên sẽ an du vô sự. Dương cô nương nói nghe rất có lý, nhưng mà Đoàn Dự không có dùng cái thủ đoạn đó mà an bang định quốc đâu. Nhưng mà nếu như kế hoạch của biểu ca tôi thành công, như vậy binh lửa sẽ nổi lên lầm than khắp nơi. Đoàn công tử, công tử phải giúp tôi ngăn chặn biểu ca của tôi. Vậy ý của nương là? Tôi muốn công tử đi Tây Hải với tôi. Phò mã có phải không hả? Tôi khuyên hai người đừng có đi nha. Đừng có đi. Ủa?
Muốn đi làm phò mã phải qua cái trạm này trước, không bản lãnh các ngươi hãy đi về đi. Nếu mà như vậy tôi xin thỏi giáo dành chiều. Chúng ta có thể đi qua được rồi chứ? Đi ca, chúng mình đi đi. Đi. Hy vọng cha phù hộ cho con cưới được công chúa Tây Hạ, giúp con hoàn thành đại nghiệp phục quốc. Mộ Dung Huynh, thì ra ngươi à, ngươi tới đây làm gì? Muốn khuyên công tử thay đổi ý định bảo vệ cứ công chúa Tây Hạ. Ngươi khuyên ta bỏ cuộc, không lẽ ngươi muốn làm phò mã? Nếu ngươi có tài, gặp ta trên lôi đài. Tôi không có ý dành chức phò mã, bởi vì điểm mũi của ngươi tốt như vậy, tại sao không tới lại phụ lòng cổ chứ? Quan niệm phụ nữ, không lẽ một người con gái lại quan trọng hơn đại nghiệp phục quốc hay sao? Ngươi si tình cùng với biểu mũi của ta, tại sao ngươi không thích cổ mà trái lại khuyên ta? Rõ ràng ngươi muốn làm phò mã nhưng sợ đánh không lại ta, phải không? Tôi thì không có ý đó mà. Tôi không nhẫn tâm nhìn thấy biểu mũi công tử đối xử công tử như vậy. Nếu mà chúng ta bỏ đi thì ngươi sẽ làm phò mã ngay. Hai người bỏ đi tôi sẽ đi ngay. Tôi sẽ thề nè. Được lắm, chúng ta hãy kết chưởng ăn thề. Được. Mộ Dung Phục, hãy buông tay ra đi. Tôi không ngờ biểu ca độc ác như vậy. Đoàn công tử, chính tôi đã hại công tử, tôi có lỗi với công tử. Không sao, Thiên Lâm tự của chúng tôi có thuốc nấu siêu thường thẳng. Tôi theo công tử về đại lý, tôi sẽ chờ công tử chữa lành vết thương. Tôi phải ngăn cản ảnh làm phò mã Tây Hạ. Bị thương, để nhị ca ra đấu với hắn mấy chiều. Mộ Dung Phục, ngươi không làm được phò mã đâu. Cái tên phản đồ của Thiếu Lâm, ngươi cũng tới giành vợ với ta nữa sao? Ta chỉ muốn báo thù mấy ngón tay gãy của tam đệ ta thôi. Yeah.
Mộ Dung công tử, công tử đã thua rồi, mời ra ngoài. Ta thua rồi à? Ta đã bị thua rồi à? Có sao không? Đi lấy hết nội công ông rồi. Lão nạp ở Phật môn, nhưng cái lòng còn hảo thắng, mạnh hơn là người thường. Nếu võ công mất hết, có lẽ Đức Phật Tổ cảm hóa, kêu ta cải tà quy chánh để được thanh tịnh giải thoát. Đoàn công tử, chỉ cần đánh hạ được chủ nhân của Linh Du Cung là có thể trở thành phò mã của tay hạ. Võ công tôi không bằng của nhị ca tôi, tôi tự động rút lui. Chủ nhân của Linh Du Cung thắng hết quần hùng, trở thành phò mã của nước Tây Hạ. Biểu ca đâu rồi? Người có biết không? Ta chính là hoàng đế. Ta chính là hoàng đế. Ta là hoàng đế. Này, các người hãy chuẩn bị cho ta đi, chuẩn bị triều phục cho trẫm đi. Cô gia phải thượng triều mà. Mau đi. Các người có nghe hay không? Có thể dây. Ta là hoàng đế này, có nghe hay không hả? Đừng có chạy. Ta là hoàng đế mà. Ngươi dám kháng chỉ hả? Dám kháng chỉ hả? Công chúa. Công chúa. Điếu ca. Ta là hoàng đế, nắm hết binh quyền, ta phải xuất chinh. Điếu ca. Công chúa, ngươi đừng có ngăn cản ta. Ta là hoàng đế. Đi mau, đi chuẩn bị người cho ta. Ta phải đi xuất chinh. Miếu ca. Thần phí quanh không tỉnh, cô đuổi theo cũng vô dụng mà thôi. Ta không ngờ Nam Mộ Dung lại của ngài như vậy. Tam đệ, Tam đệ, Tam đệ, chúng ta lập tức đi cứu đại ca. Xảy ra chuyện gì? Nước Tây Hạ đã được quân báo, đại ca giúp cho Gia Luật Hồng bình định phản loạn, được phong chức Nam Diện Đại Dương. Gia Luật Hồng muốn cử binh tấn công nước Tống, đại ca hết lời khuyên ngăn, chồng giận Gia Luật Hồng nên đã bị bắt bỏ tù. Vậy chúng ta đi cứu đại ca đi. Được, để tôi làm xong chuyện này tôi sẽ đưa cô về đại lý nha. Tại sao mọi người lại thích chém giết nhau như vậy? Bái kiến từ đại sư. Tiểu lâm của chúng tôi xưa nay lãnh đạo võ lâm trung nguyên, hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ quốc gia làm tròn trách nhiệm. Bây giờ người khiết đan lại đưa binh vào tấn công lãnh thổ chúng ta, chúng ta nhất định phải ngăn cản họ. Chúng ta nhất định phải giết bọn con khiết đan. Nhưng mà 30 năm trước, chúng ta đã được tin tức người khiết đan muốn xâm phạm Thiếu Lâm. Lúc đó quần hùng đã mai phục ở tại Nhạn Môn Hoàng, giết chết một cặp vợ chồng người khiết đan. Lão nạp vì cái chuyện này
30 năm nay trong lòng không có yên. Bây giờ xem chừng người khiết đan có lòng dạ không có tốt. Giết con chó khiết đan, giết con chó khiết đan, giết 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 giết. Nè, làm gì vậy? Nhị ca, tìm cũng được điều đại ca. Nè, Tiểu Phong ở chỗ nào, nói mau. Đừng chết nhà người cho coi. Nói đi. Có người áp tải ông đi gặp hoàng thượng. Ở đâu hả? Ở hậu viện. Nếu người nổi láo, ta sẽ trở lại giết người. Nhị ca phải cứu đại ca. Cẩn thận nha. Đại ca, chúng ta chạy mau. Anh Điện, tại sao lại mạo hiểm như vậy? Đại ca, ba anh em chúng ta có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Bắt thân thôi, bắt thân, bắt thân, bắt thân thôi, bắt thân thôi, bắt thân thôi, bắt thân thôi, bắt thân thôi. Vì hai người đại ca không đi cũng không được. Thế ta đúng rồi. Dạ bẩm hoàng thượng, Kiều Phong đã được hai vị thích khách cứu đi. Hả? Trời linh dưỡng tất cả ngõ ra vào. Dạ. Còn nữa, ngoài ra triệu tập 100 vị cao thủ hay đuổi theo, nhất định phải bắt cho được hắn về đây. Tuân chỉ. Qua một nước kia tức là nhà Môn Hoa, chúng ta sẽ an toàn. A Di Đà Phật. Kiều Phong, ngươi hãy trở về khiết đàn đi, chúng tôi không muốn phạm sát giới. Chị thanh cậu, ngươi không khoai tổ. Đồ chó khiết đàn đi đi. Tại sao có người dư hoàng giá quả? Khiết đàn không có người tốt vậy. Người thích đàn của các ngươi không ai tốt cả. Bây giờ ngươi không phải đánh đần đầu cho họ hay sao? Quý vị anh hùng, tại hạ là đoàn dự của đại lý. Đại ca tôi vì muốn ngăn cản Gia Lục Hồng đưa binh xâm chiếm, cho nên anh bị bắt vào ngục. Chính hai anh em chúng tôi đã cứu anh Sa. Không cho bọn họ vào quan, không cho bọn họ vào quan, tất cả không cho bọn họ vào quan. Thưa đại sư, mong đại sư chủ trì công lý, nhờ các vị anh hùng nhường lối. Nếu bằng không, binh mã của khiết đàn sẽ đuổi đến nơi đây. Kiều Phong, bây giờ quân hùng đang nôn não, lão nào còn có cách giúp người. A Di Đà. Chị tan cậu, ngươi hãy chẳng trị quân mà, trừ phi ngươi đại ứng tôi. Ai呀！哎呦！哎呀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 ！哎
Kỳ Phong, cuối cùng ngươi đã để lộ bản tính, ngươi cũng giống như là người của Khiết Đan năm xưa vậy. Năm xưa? Đại sư nói về cái vụ thảm sát 30 năm về trước. Đúng vậy. Bây giờ xem chừng, cái chuyện lão nạp ngày xưa chủ trì không có sai lầm. Ngươi chính là đại ca dẫn đầu. Phải. Người trong võ lâm vì sợ người báo thù với ta cho nên không dám nói ra sự thật. Thì ra ngươi là người kẻ thù giết chết cha ta. Sư phụ à, xem kìa, bên lính tới đâu kìa. Hả? Cũng may không mắc lừa người, ngươi thật sự đưa quân vào Trung Nguyên. Đại ca, trước không lỗ đi, đằng sau có lính, chúng ta làm sao bây giờ? Sao rồi? Tại sao chúng ta? Chúng ta sao lại đi cái chiến thắng Kiều Phong, quyền ở xuống nhận chiếu chỉ. Hoàng thượng, Kiều Phong là con dân của nước Liêu, không dám nghịch ý của hoàng thượng. Nhưng mà hoàng thượng không bao giờ nghĩ dân sinh đưa quân xâm chiếm nước Tống, làm cho con dân của hai nước lâm cảnh làm thằng. Kiều Phong không bao giờ chấp nhận. Mong hoàng thượng hãy thời hồi thánh định, có lợi cho đôi bên. Nói bậy, thiên hạ là của chung, người nào có tài thì cứ việc chiếm. Trẫm đưa quân chiếm nước Tống chẳng qua chỉ là thế thiên hành đạo thôi. Kiều Phong, lão nạp đã hiểu lầm người, chúng ta chống đỡ kẻ thù giùm người. Đại sư, kẻ thù mà các ông nói chính là đàn bà của tôi. Kiều Phong, tôi không muốn liệt khỏi đất nước, ở xứ lạ quê người. Kiều Phong kính thỉnh hoàng thượng lập tức lui binh. Ngươi đừng có hồng, bậy đâu, bắt lấy nó. Khoan đã, lui ra, đây là chuyện của tôi. Nhị ca, làm sao đây? Yên tâm đi, đại ca thừa sức ứng phó mà. Các vị, xin hãy lui lại.